Tối ngày 11 tháng 9 theo giờ địa phương, một vụ đấu súng đã xảy ra tại thị trấn ven biển gần Athens, Hy Lạp, làm 6 người chết và nhiều người khác bị thương. Kênh truyền hình quốc gia Hy Lạp cho biết, nhà chức trách nghi ngờ đây là một vụ xả súng giữa các băng nhóm tội phạm. Cảnh sát thị trấn Atemida, cách Athens khoảng 20 km về phía đông cho biết, họ phát hiện 6 thi thể vào tối ngày 11 tháng 9. Đài truyền hình ERT của nhà nước Hy Lạp đưa tin, cảnh sát tin rằng đây là vụ đấu súng giữa các băng nhóm tội phạm địa phương các nạn nhân thiệt mạng đều là nam giới và xác của các nạn nhân ở bên trong và bên ngoài một chiếc ô tô với nhiều vết đạn súng bắn tất cả 6 người thiệt mạng đều là người gốc albany đây là một trong những vụ nổ súng gây chấn động dư luận mới nhất gần đây tại hy lạp